Cô xin chào tất cả các bạn. Ở tiết toán ngày hôm trước, các con đã nắm được cách thực hiện phép nhân các phân số. Tiết toán ngày hôm nay, cô sẽ giúp các con củng cố hơn về phép nhân phân số, biết cách thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên, nhận biết được ý nghĩa của phép nhân phân số với số tự nhiên và vận dụng phép nhân phân số vào giải toán. Để giúp các con củng cố thêm các kiến thức này, thì tiết toán ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau vào tìm hiểu bài Toán luyện tập. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, bạn nào có thể nhắc lại cho cô biết muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào? Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Các con hãy cố gắng ghi nhớ quy tắc thực hiện phép nhân hai phân số này nhé. Bây giờ cô và các con cùng nhau đến với bài tập số 1. Bài 1 tính 2/9 nhân 5. Các con có nhận xét gì về phép nhân này? Đây là phép nhân phân số với số tự nhiên. Vậy để thực hiện được phép nhân phân số với số tự nhiên, ta làm như thế nào? Có bạn nào biết không? Các con biết không, để thực hiện được phép nhân phân số với số tự nhiên, đầu tiên cô cần đưa phép nhân này về thành phép nhân hai phân số. Vậy để đưa được phép nhân này về thành phép nhân hai phân số bằng cách nào? Cô sẽ viết số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số là 1. Với số tự nhiên là 5, cô sẽ viết được thành phân số 5/1. Bây giờ cô đã có phép nhân 2/9 nhân 5/1. Lúc này đã là phép nhân hai phân số. Cô thực hiện bước tiếp theo. Muốn nhân hai phân số, cô lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Cô ra kết quả là 10/9. Các con hãy quan sát cho cô phép nhân ở mẫu số. Chúng ta thấy 9 nhân 1 bằng 9. Bất kỳ số nào nhân cho 1 thì cũng bằng 9 số đó. Vậy từ cách làm này, ta có thể viết gọn như sau. 2/9 nhân 5 bằng 2/5/9 bằng 10/9. Các con đã hiểu chưa nào? Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên. Các con hãy ghi nhớ cách làm bài này nhé. Để giúp các con nhận biết được ý nghĩa của phép nhân phân số với số tự nhiên, bây giờ chúng ta đến với bài tập số 2. Bài 2, tính rồi so sánh kết quả. 2/5 nhân 3 và 2/5 cộng 2/5 cộng 2/5. Các con cùng thực hiện bài này với cô nhé. 2/5 nhân 3 bằng 2/3/5 bằng 6/5. 2/5 cộng 2/5 cộng 2/5. Đây là phép cộng các phân số có cùng mẫu số. Ta cộng các tử số đó lại với nhau và giữ nguyên mẫu số. Cô ra kết quả là 6/5. Vậy 2/5 nhân 3 sẽ như thế nào so với 2/5 cộng 2/5 cộng 2/5? Ngay đây chúng ta sẽ điền vào dấu bằng. Các con có nhận xét gì về kết quả của hai phép tính này? Hai phép tính này ra kết quả bằng nhau. Vậy phép nhân 2/5 nhân 3 chính là phép cộng 3 phân số bằng nhau 2/5 cộng 2/5 cộng 2/5. Vậy các con thấy đó, phép nhân phân số với số tự nhiên chính là phép cộng liên tiếp các phân số bằng nhau. Các con đã hiểu chưa nào? Bây giờ cô sẽ giúp các con củng cố thêm phép nhân phân số với bài tập tiếp theo. Bài 3, tính rồi rút gọn. Ở bài 3 này gồm có 2 yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên là tính.
Tính xong rồi, chúng ta phải thực hiện thêm yêu cầu thứ hai, đó chính là rút gọn. Cô có phép tính như sau: 5/3 × 4/5. Các con hãy thực hiện cho cô phép tính này đi nào. Các con đã ra kết quả chưa? Bây giờ các con hãy xem kết quả của các con có giống với cô không nha. Cô lấy 5 × 4, 3 × 3 bằng 20/15. Khi ra kết quả 20/15, cô xét. Cô thấy cả tử số và mẫu số đều cùng chia hết cho một số tự nhiên, đó chính là cùng chia hết cho 5. Ở bước rút gọn này, các con có thể thực hiện ra nháp. Nếu bạn nào khá giỏi hơn, các con có thể tính nhẩm và ra ngay luôn kết quả. Và kết quả của cô là 4/3. Ngoài cách làm này ra, thì ở bài tập này các con lưu ý cho cô: ta có thể rút gọn ngay trong quá trình tính. Cô ví dụ như sau. Chúng ta thấy là ở tử số chúng ta có 5, mẫu số chúng ta cũng có 5. Cả tử và mẫu này đều chia hết cho 5, cho nên chúng ta có quyền lược bỏ. Khi lược bỏ, các con cứ nhớ gạch cho cô một dấu gạch xiên. Và bây giờ kết quả cô ra là 4/3. Các con lưu ý cho cô ở bài tập này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng phép nhân phân số vào giải toán. Bây giờ chúng ta đến với bài tập tiếp theo. Bài 4. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7 m. Trước khi vào làm bài tập này, bạn nào có thể cho cô biết muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào? Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy số đo của cạnh hình vuông nhân cho 4. Còn muốn tính diện tích hình vuông ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo của cạnh hình vuông nhân cho chính nó. Vậy bây giờ các con hãy thực hiện bài tập này cho cô đi nào. Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài tập này nhé. Giải: chu vi hình vuông là 5/7 × 4 bằng 20/7 m. Diện tích hình vuông là 5/7 × 5/7 bằng 25/49 m². Các con lưu ý đơn vị của diện tích là mét vuông nhé. Đáp số: 20/7 m và 25/49 m². Đối với các bài toán giải, các bước thực hiện phép tính chúng ta có thể tính ra ngoài nháp và ghi thẳng kết quả vào cho cô. Bây giờ chúng ta đến với bài tập tiếp theo. Bài 5. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và chiều rộng 2/3 m. Các con hãy thực hiện giải bài tập này cho cô đi nào. Các con đã giải xong chưa? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài nhé. Trước khi sửa bài này, thì cô sẽ nhắc lại cho các con nhớ. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy số đo của chiều dài cộng cho số đo của chiều rộng rồi tất cả nhân cho 2 cùng một đơn vị đo. Giải: chu vi hình chữ nhật là mở ngoặc 4/5 cộng 2/3 đóng ngoặc nhân 2. Bước thực hiện phép tính này, các con hãy thực hiện ra nháp. Sau đó chúng ta chỉ cần điền kết quả vào bài làm của mình thôi nhé. Cô ra kết quả là 44/15 m. Đáp số: 44/15 m. Bài tập số 5 này cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay. Các con hãy vận dụng những kiến thức cô vừa giảng dạy cho các con, cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì thì hãy phản hồi lại cho cô nhé. Cô chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.